đến góc nhìn gần gũi hơn về những người lính trong cuộc chiến tranh biên giới giai đoạn năm 1984 đến năm 1990, kênh ký ức lính giới thiệu các bài viết từ những cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu, họ sẽ chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm và tâm sự của mình, những người từng trải qua những khoảnh khắc khốc liệt nhất của chiến trường. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng nghe, tập 2. Đến những ngày cuối tháng 10 năm 1985, Căn hầm chú quân vẫn còn một lỗ thủng ở đầu hồi từ trận pháo đầu tháng 10. Qua lỗ thủng ấy, đỉnh 1509 hiện lên với những thay đổi màu sắc theo từng thời điểm trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối hay theo thời tiết. Vào sáng sớm cuối tháng 10, trời rất lạnh, lớp đất cắt phía trên như bị cái lạnh làm co lại, biến thành những hạt nhỏ li ti khô khốc. Anh em gần như đã quen với lỗ thủng ở đầu hồi của căn hầm chú quân. Pháo cối của địch vẫn ngày đêm chút xuống trận địa tiếng mảnh cối pháo bay găm vào đất nghe sắc lạnh hơn nhưng cũng quen thuộc hơn thấy bình thường hơn khi chúng bắn với mật độ dày đặc tiếng mảnh bay xuống sàn sạt phầm phập găm vào đất tựa như một cái lưới hái khổng lồ vùn vụt quay sát sàn sạt trên mặt đất sẵn sàng phay đi bất cứ thứ gì nhô lên trong vòng quay của nó may mắn ở tổ phục gò tre rất gần địch nên hầu như không có trái pháo cối nào của chúng bắn vào đây tuy nhiên những trái nổ của địch khi rơi xuống 1.100 thì lượng lớn mảnh sẽ bay xuống nơi này, ngoại trừ khu vực phía sau cửa hầm của tổ phục gò trẻ cho đến cây dốc trở về 1.100. Chúng tôi cũng phải chịu chung những loại đạn của địch bắn phá như ở 1.100. Đã hai hôm nay nhịp bắn của địch vào trận địa đã chuyển sang nhịp bolero quen thuộc, theo từng nhịp, từng nhịp, không còn giai điệu tango nhắn nhít, không thể nào lường được như những hôm trước nữa. Ngày đầu tiên nghe giai điệu bolero quen thuộc này. Tôi đã quyết định rằng nếu ngày hôm sau vẫn như thế, chúng tôi sẽ ngổ hầm. Nhưng thật sự, nằm ở vị trí này, việc dỡ bỏ hoàn toàn cái hầm dù chỉ trong vài giờ khiến tôi rất lo lắng, ái náy. Nếu chẳng may bị lộ, chúng bắn vào đây, thì biết chạy đi đâu. Ở đây không giống như trên 1100, nơi có nhiều hầm để di tản nếu có chuyện gì xảy ra. Còn ở đây, có rất nhiều rủi ro không thể lường trước được. Việc mở hầm ở đây giống như mỗi thành viên trong tổ phục gò chè đã chấp nhận hy sinh, chỉ còn thiếu mỗi khoảnh khắc truy điệu sống mà thôi. Bị thương nặng coi như đã chết, vì việc chuyển thương từ đây về tới tiền tiêu chỉ khoảng 10 mét, nhưng có thể kéo dài nhiều giờ. Nếu chúng cứ thỉnh thoảng bắn một vài loạt đạn vào trận địa thì trong quá trình mở hầm, anh em hoàn toàn phải lặng lẽ làm việc nhưng vẫn rất khẩn trương. Ở trên mặt đất, mọi người phải thật nhanh, thật hợp lý và phải thật bí mật. Để mọi người hiểu rõ quá trình mở hầm, Tôi phải nói rõ từng công đoạn cần làm như thế nào cho nhanh và trong suốt quá trình đào hầm không được gây ra bất kỳ tiếng va chạm, tiếng ho hay hơi thở mạnh nào. Thực ra, anh em trong trung đội của tôi được luân phiên theo tháng xuống hầm của trung đội nằm cuối cao điểm bình độ 1050 ở phía sau để nghỉ ngơi. Vì vậy, ít người có cơ hội cũng như chưa bao giờ phải mở hầm lại như thế này. Còn về phần tôi, ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm làm ba cái hầm trong hoàn cảnh phải mở lại như vậy ở trên đỉnh 1100 nhưng nói thật là vẫn rất lo. Lo lắng về việc khi làm việc có tiếng va chạm của gỗ, kim loại hay tiếng ủi ủi khi xúc đất hoặc hơi thở quá mạnh, địch sẽ nghe thấy. Ít nhất, 4 khẩu 60 ly đặt ở phía sau 1.200 sẽ bắn ngay. Tiếp theo sẽ là hai trận địa cối 100 ly nằm ở khu yên ngựa 1.300 và 1.400 cũng sẽ khai hỏa. Nếu chúng tiếp tục nghi ngờ điều gì đó cao hơn mức bình thường, ít ra chúng sẽ thêm trận địa cối 120mm nằm hơi chéo ở phía sau trên 1509 để bắn xuống. Và nếu điều đó xảy ra, thì với lượng mảnh đổ xuống tổ phục gò chè, anh em chúng tôi chắc khó sống sót. Thời gian là yếu tố cuối cùng, phải chắc chắn vào khoảng nửa đêm, trước một giờ. Sau khi nghe ngóng tình hình pháo kích của địch, động tính trước mặt, nơi tiếp xúc với quân địch, nếu tất cả đều cho tín hiệu thuận lợi thì công việc mở hầm sẽ bắt đầu và phải hoàn tất vào khoảng 4 giờ sáng. Tổng thời gian từ khi bắt đầu đào cho, đến khi kết thúc chỉ kéo dài trong phạm vi khoảng 3 tiếng đồng hồ, hoàn toàn trong bóng tối. Khối lượng công việc lớn, yếu tố bí mật cao, địa hình hẹp, sâu, dốc, đứng đều dồn vào sức lực của khoảng chục anh em bộ binh là những người nằm chiến đấu tại chỗ lâu ngày. Sức lực của họ cũng đã suy giảm. Đêm thứ ba, bàn tango không xuất hiện, thay vào đó là nhịp bolero như hai hôm trước, tuy vẫn rất lo. Nhưng tôi nói với các anh em hôm nay, theo cái cách mà chúng bắn xuống đây cũng giống như hai hôm trước. Đó là dấu hiệu tốt, tất cả mọi người giờ trực chiến phải tranh thủ tối đa để ngủ nhé. Đêm đến lấy sức làm hầm, anh em trinh sát đêm nay sẽ phải thay nhau gác thức đêm để anh em bộ binh làm nhiệm vụ. Mọi người cẩn thận kiểm tra dụng cụ, chủ yếu là sẻng cán dài vừa huy động gom lại từ các hầm trên 1.100 chuyển xuống để gọn vào góc hầm. Chuẩn bị sẵn sàng cho công việc đêm nay rồi tất cả lại tiếp tục công việc như thường lệ và chờ đêm đến. Vô tư bay lượn hết sườn núi lại qua thông sâu, rồi chúng lại hồn nhiên răng răng giải xương trắng trên lưng chừng núi phía bên kia. Hình như chúng không hề phân biệt ai là bạn và ai là thù. Oanh, 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 bỗng bốn trái một trăm ly của địch nổ liền nhịp. Chúng bắn từ trận địa phía sau bình độ 1.300 vào khu cầu vật cản nối giữa 1.100 và 1050 rồi nhanh chóng tắt ngúm, trả lại không gian yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tất cả chúng tôi ngồi im quan sát từng đụn đất ngô lên từ phía đối diện, cố gắng đánh dấu chúng vào trong trí nhớ của mỗi người. Tài không quên dòng lên, nghe ngóng, cảnh giác với những âm thanh là quanh khu vực và cả những tiếng nổ trầm nặng, vang vẳng từ những trận địa pháo tầm xa của địch. Từ bên kia biên giới vọng đến hai tiếng binh binh của mấy khẩu cối con trên 1.200. Tiếng con con thỉnh thoảng của hai trận địa cối một trăm ly từ một nghìn ba trăm và một nghìn bốn trăm. Tiếng in in nặng nề thoang thoảng bay tới từ sau đỉnh một nghìn năm trăm chín của trận địa cối một trăm hai mươi ly. Trời mỗi lúc một tối đen hơn, mặt đất đen sẫm tương phản với màu sáng vàng mờ nhạt ở trên cao. Thỉnh thoảng, trận địa cối một trăm ly của địch từ một nghìn ba trăm và một nghìn bốn trăm thay nhau rót những chùm bốn trái vào quanh khu vực một nghìn một trăm. Tiếng nổ đanh như xé rách không gian yên tĩnh. oanh, 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 như nhắc nhở chúng tôi, chẳng có gì đáng ngại, lòng già như lửa cháy, thêm sốt ruột, từ giờ cho đến đêm, sao mà lâu thế, bởi kiểu bắn này quá quen với chúng tôi, tiếng nổ của những trái pháo 100 ly đủ mạnh, đủ sức phá nát công sự nếu chúng cứ bắn dồn dập liên tục vào một điểm. Nhưng hầu như nó chả có tác dụng gì khi chỉ cối lẻ một loạt vài ba trái như thế này. Thật ra cũng nguy hiểm với ai đó chưa quen địa hình nơi phòng ngự, chưa quen với tiếng nổ đầu nòng từ phía sau trận địa của địch để mà biết mà phòng thân. Còn với anh em chúng tôi, thì nó chả có tác dụng gì. Nhịp bắn như thế này thì chắc chắn là đêm nay sẽ móc được hầm lên và làm mới lại được. Chúng cứ túc tắc cái giai điệu hù ma dọa khi này sau mỗi nửa tiếng đồng hồ hay khoảng một tiếng đồng hồ gì đó vào bình độ 1100. Oanh, 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 oanh. Càng về đêm, trời càng tối, mặt đất bắt đầu có hơi sương. Màu đất càng đen sẫm hơn. Lực lượng các cảnh giới đêm nay do anh em trinh sát phối thuộc gồm người Hà Bắc Hưng, người Hà Sơn Bình và Tuyên, người Thái Nguyên đảm nhiệm. Ngoài ra còn có tôi, thường xuyên đi từng vị trí nắm tình hình chung. Số anh em chờ thời cơ cho phép để làm hầm đã sẵn sàng. Trời về đêm, tiếng những trái pháo thường bắn vu vơ của địch nổ đâu đó trong khu chiến thanh thủy nãy giờ cũng không còn nữa. Thỉnh thoảng, những trái pháo sáng được bắn lên từ khu cửa khẩu thanh thủy. Bậc bùng lé sáng trong chốc lát rồi lại bị màn đêm nuốt chửng. Đêm tối lại như bị nhuộm đen hơn, tối hơn, tầm 12 giờ đêm đã qua, chúng tôi càng nóng ruột. Ánh sáng hòa trâu từ khu vực cửa khẩu thanh thủy lé. Lên, xoay gió những khuôn mặt hốc hác vì đói ăn, vì thiếu ngủ của từng người. Quần áo không lành lặn, cùng giống nhau. Một màu da nâu sẫm và ánh mắt đen sáng long lanh hướng lên mặt đất chờ đợi loạt đạn cuối cùng của địch cũng được rót xuống 1.100. Nhưng quái hoan thay, nó lại rơi vào cái đầu bò ở 1050, sát cầu vật cả nối lên 1100. Thấy nhột nhột, tôi nói anh em chờ thêm một nhịp nữa, có lẽ. Cảm giác của nơi gần địch quá làm tôi chưa hẳn đã yên tâm. Cái loạt đạn cối vừa xong của địch rơi hơi sâu về phía sau 1100. Nó hơi khác thường nên làm tôi thận trọng hơn cũng nên. Dù sao cũng là tính mạng của bao nhiêu anh em và của chính mình. Tất cả đều tin tưởng vào quyết định của tôi, cũng như chính tôi rất tin tưởng vào quyết định này. Vội một tí chẳng may có chuyện thì, khoảng 30 phút đã trôi qua, không có thêm loạt đạn nào từ phía trận địa của địch bắn vào 1100. Tôi nói với anh em, lên, từ hai cửa hầm, anh em cùng lao lên mặt đất. Đúng như kế hoạch, tất cả đứng hàng ngang dọc nóc hầm, sắn những sẻng đất to, đầy loang loáng. Người trước hất đất xuống hố pháo đầu hồi, người sau hất nối lên trong chốc lát. Lớp đất trên nóc được bóc đi, lớp gỗ lót hầm đã xuất hiện. Lúc này một nửa tiếp tục xúc đất hai bên mái hầm, nửa còn lại bắt đầu rút những thanh gỗ lót mái và những bó sậy. Chẳng mấy chốc, cái hầm chỉ còn hai cái cột đỡ ở hai bên đầu hồi và cái thanh gỗ dầm bắt ngang qua hầm to khoảng 25 đến 30 phân. Mấy thanh gỗ to và nặng như thế này, anh em chúng tôi chỉ súng vào nhẹ nhẹ, nâng đặt qua một bên để lấy chỗ đào hầm sâu xuống thêm. Lớp đất dưới nền hầm cũng khá mềm, hai tay cầm chắc cán sẻng, chân đạp đà ấn xuống, cũng ngập được 2 phần 3 cái sẻng lớn. Nhưng những lớp sau càng sâu càng khó khăn hơn, anh em ai cũng mỏi như cánh tay, độ sâu cũng khá khá. Phía trên, thằng Quảng Lùn, người Xuân Trường, Hà Nam Ninh, nhập ngũ năm 1982, phải tạo một cái gờ để anh em hớt đất lên, rồi từ đó giúp chuyển tiếp lên cao hơn nữa. Từ dưới lòng hầm, thằng Trung Thỏ cũng người Hà Nam Ninh, nhập ngũ năm 1982, nó hỏi ông xem thế này được chưa? nó nói là độ sâu được chưa, từ phía trên tôi tụt xuống, thấy cũng sâu lút một đầu một với, còn xa với chỗ thằng Quảng Lùn đang đứng ở phía trên. Nhưng trong lòng vẫn muốn sâu hơn nữa cho chắc, tôi nói, mày xem cái hố cối bên cạnh kia kìa, thôi đào thêm tí nữa đi, đằng nào cũng công làm lại một lần. Tụi thằng trung thỏ hai ba đứa thay nhau phía dưới, sắn vào xúc đất, từng sẻng đất, lên chỗ thằng Quảng Lùn. Ở phía trên, Quảng Lùn cứ cầm cụi xúc vén đất ở chỗ này, sửa chỗ kia, gom đất vào một nơi, không cho chảy xuống hay trôi đi nơi khác. Dáng quàng lùn cởi trần, làm ra thiếu nắng trong đêm tỏa màu sáng nhợt nhạt. Loang loáng như chàng ninja đang đấu kiếm với kẻ vô hình nào đó. Không biết mệt mỏi, đi một vòng nắm tình hình rồi trở về nơi làm hầm. Tôi tụt xuống, vô lấy cái cán sẻng trong tay một người, đưa tao. Cầm quỳ xúc, chật bên này chẹo bên kia khá lâu mới được khoảng một phần tư cái sẻng anh em phải dùng tới sẻng nhỏ để phá đất và sẻng lớn để xúc lên trên vậy mà tốc độ công việc tiến triển cũng không nhanh hơn được mấy tình hình không chiều theo ý muốn thời gian ấn định cho từng giai đoạn cũng đã trôi qua tôi nói dừng đào tập trung khoét trụ cột ở hai đầu để gác kèo số còn lại dùng sẻng nhỏ phạt mặt đất dưới lòng hầm nhanh lên chúng mày điều không mong đợi chật vận mãi chúng tôi mới đặt được hai cột trụ ở hai đầu hầm và đặt thanh dầm gác nang qua đây là những khúc gỗ cây to chịu lực nén của lớp đất dày cũng như sức ép của những trái cối pháo khi địch bắn chúng khu vực có hầm. Việc tính toán để lớp gỗ mái có thể tăng tuổi thọ, tồn tại được lâu hơn khi phải chịu những loạt đạn cối pháo bắn kéo dài cũng làm chúng tôi mất khá nhiều thời gian. Khi giải được ba lớp gỗ làm mái hầm và đặt những bó sậy lên nóc trên hai bên sườn mái của chiếc hầm, thì bầu trời bắt đầu sáng hơn, mặt đất không còn tối đen như lúc trước nữa. Đây đúng là lúc phải chạy đua với tốc độ công việc và chạy đua với thời gian, bỏ qua nhiều yếu tố bí mật kín đáo. Như lúc đầu, chúng tôi hối hả lớp đất và dùng sức người dẫm cho từng lớp đất vừa đổ xuống giã ra cho cứng hơn, hầu mong tăng thêm sức chịu đựng cho nóc hầm. Trời sáng, khi mắt, bắt đầu lờ mờ nhìn được những mô đất, hố pháo ở khoảng cách xa hơn chục mét thì chúng tôi cũng kịp lớp đất đổ lên nóc hầm, vừa hơi bằng với lớp đất xung quanh, nơi có cái hầm, vẫn hơi bị lõm xuống một cách khác thường một chút vậy là công việc chưa thể hoàn thành như dự tính chúng tôi quyết định dừng công việc nghỉ ngơi chờ tối lấp thêm một lớp đất dày khoảng một mét nữa và làm cửa hầm là xong cái hầm này dỡ ra rất nhiều gỗ ngày trước có lẽ ở đây có rừng còn sắn gỗ nên đơn vị nào đó làm cái hầm này dùng rất nhiều lớp gỗ lót mái nhưng độ dày của lớp đất phía trên chính vì thế mà lại rất mỏng nó chỉ dày độ trên dưới hai mét thật ra khi móc hầm ra mới thấy lo cứ nghĩ hầm sâu và dày lớp đất tạo giáp che chắn, nào ngờ nó mỏng thế. Đúng là số anh em mình rất cao, nếu không, thì tan xương nát thịt với quả cối đơn 160 ly rơi vào tuần đầu của tháng 10 mất rồi. Số gỗ khi móc hầm lên còn thừa, cùng số gỗ để làm cửa hầm khoảng 1 mét khối, dự tính sẽ tiếp tục làm tiếp vào những ngày hôm sau. Chúng tôi gom lại, dựng lên ken giày che chắn ở trước cửa hào, có nắp nơi chứa hầm vũ khí, đạn dược, để mỗi khi chúng nó bắn vào 1100, ngồi tạm ở chỗ này cũng bớt ghê hơn. Tất cả anh em làm hầm trong đêm vừa chui vào đây ngồi tạm chờ cơm và lấy nước lá từ những chiếc can nhựa ra uống, thì nghe một tiếng ủ ảnh. Trong trước mắt, lớp gỗ dựng che chắn ở trước cửa hào dày gần một mét bay mất, cùng với tiếng nổ. Căn hầm chứa vũ khí này rộng khoảng hơn 3 mét, vùng chứa đầy đạn B-40, B-41 và lựu đạn, quả giữa đạn AK, vân vân. Nóc hầm dày khoảng 2 mét, chạy xuyên qua cái hầm này là con hào. Mấy hôm nay, khi pháo bắn vào 1100, cũng có người lấy chỗ này ép thân tránh mảnh. Tôi thường ngồi ở góc ló, dựng từng hàng trái B40, B41 sau mỗi lượt đi lên hào cụt, nắm tình hình địch trở về và chỉ đêm xuống khoảng 2 tiếng là xuống hầm ngủ. Hôm nay có nhiều người hơn, anh em ngồi chật kín cả hai bên. Tôi ngắm nghía cái nóc hầm vừa làm đêm qua xong, chờ ở về thì chỉ còn mỗi đoạn hào có nắp hướng lên hào cụt và 1200 là còn trống. Tôi vừa ngồi xuống đấy thì vụ nổ xảy ra. Tiếng nổ đinh tai bút óc. Dù tôi là người ngồi cuối cùng theo hướng trái phá, trái phá nổ khác thường, không như những trái pháo và cối thường bắn vào đây. Tiếng nổ to, không đanh, điểm rơi không rõ nét, sức ép khá lớn. Dù tôi ngồi cách điểm nổ khoảng 3 mét cũng rất chóng ván, người như vỡ ra, mềm hoạt, rất khó khăn để điều khiển hành động của bản thân. Sau tiếng nổ, hai ba người vùng lên chạy vượt qua người. Tôi lao lên hào cụt và hướng lên 1.200. Theo phản xạ, tôi cũng lao theo. Hình như có vài loạt cối con 60 ly của chúng từ 1.200 cũng bắn xuống. Tôi kịp dừng lại và lao vào cái cửa hầm. Chú quân bị sức ép của quả cối 160 ly bắn từ đầu tháng 10, ép sập nó, méo mó, chỉ còn như cái cửa hang của những con thú đào lên ở trong rừng. Người gây nhỏ, tôi lấy hết sức lao vào, hay là do sức của trái nổ gấp gáp rót vào trận địa, đẩy tôi vào cái cửa hầm sập này cũng nên. Đến giờ, tôi cũng không thể hiểu, không thể giải thích được cả thân hình tôi đút dính chặt vào cái lỗ cửa hầm ấy, mắc chật cứng, đôi chân thò ra ngoài chỉ có khoảng nửa mét. Hào có nắp che chắn xung quanh, tiếng cối tép 60 ly từ 1200 dội xuống vẫn nổ như ngô giang. Dưới hầm, anh em cố lôi tôi vào mà không thể nào kéo vào được, đành nằm chờ. Nó bắn chán rồi thôi, và cầu mong đừng có mảnh nào tiện hay xâm phạm vào. Đôi chân của tôi, lúc này, tôi vẫn nhớ là khi tiếng nổ vừa rứt thì vài người chạy qua tôi lên hướng hào cụt. Có một số người ôm đầu vừa lao ra khỏi nơi cửa hầm, có tiếng nổ làm đống gỗ bay đi hết. Anh em liền quay lại cũng chạy lên hướng hào cụt vào 1200, vì lúc này chỉ còn nơi đấy là an toàn nhất. Chiếc hầm chú quân mới lấp tạm được ít đất ở trên nóc, và cửa hầm chưa làm xong. Ở đây, với lượng đạn của địch chút xuống hàng ngày, thì cái hầm còn đang làm dở dang ấy cho cảm giác rất trống trải, dần dợn, nên chẳng ai muốn chui vào. Hơn một tiếng sau, yên yên, trời lại có chút xương. Tôi hỏi có ai bị làm sao không, ánh mắt mọi người nhìn tôi như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì. Ai cũng ra hiệu không nghe được, tôi ra hiệu rời tổ phục, mọi người chạy lui cui từng tốp, vượt qua cái dốc nối tổ phục gò chè và tiền tiêu ở 1100. Lúc này, chỉ còn lính trinh sát, hình như có cả toàn người mê linh nữa thì phải. Tôi nói, anh bị điếc tay trái rồi, nước ấm nhần nhợt chảy ra rất nhiều, không thể nghe được nữa. Người rất mệt, cứ nhũn ra như không có xương. Thôi cứ để anh ngồi đây, chúng mày bám sát tình hình trận địa đi, lát nữa sẽ có quân lên bổ sung. Hơn một tiếng sau, hơn chục anh em, quần áo, giày dép còn nguyên, tuy cũ, cùng ba lô trên lưng, vác súng AK trên vai, lúc xúc chạy xuống tổ phục và chui tọt vào cái cửa hầm chưa làm xong. Lúc này, cái cửa hầm ấy như một cái hố rất sâu, thẳng vát xuống lòng đất đen ngòm. Với anh em phía sau kiếm được cái hầm sâu như thế này, trong hầm lúc nào cũng tối đen, không ánh sáng, vì quá sâu thì quá yên tâm. Thực ra, cái cửa hầm ấy đã lót khoảng 2 mét, nắp chạy thẳng từ mái hầm ra, nó còn phải bẻ vuông góc sang tay trái và hạ thấp xuống gần 1 mét nữa thì mới tương đối an toàn. Mỗi khi địch chút bom đạn xuống đây cũng như nó phải hứng hầu như toàn bộ lớp mảnh do địch bắn xuống 1100. Đợi mãi, anh em vẫn chưa ổn định chỗ ở trong hầm. Hay dư âm của 1100 trong những ngày qua để lại quá lớn làm anh em chưa yên tâm ra khỏi hầm tôi nói với tuyên người thái nguyên là trinh sát đi phối thuộc bảo ai phụ trách anh em ra đây cho anh gặp rồi cũng có người ra tôi nói qua tình hình địch ta cách nắm biết như thế nào cụ thể chưa rõ thì cứ hỏi anh em chính xác họ là những người luân phiên nằm với tôi rất lâu và rất rõ tình hình ở đây về cái hầm tôi cũng hướng dẫn cách làm cửa hầm cũng như cách moi cửa hầm sập lên để sửa lại tôi nhấn mạnh phải làm cửa hầm hình chữ l có máy sâu Cửa hầm âm thấp dưới mặt đất để chống pháo, cũng như tránh sự phát hiện của đối phương khi bị tấn công, tránh được tối đa thương vong khi địch phát hiện ra cửa hầm. Mệt nhọc bám vào những mô đất, tôi cố đứng dậy. Vài lính trinh sát túm lưng trợ giúp tôi lảo đảo chui ra khỏi đoạn hào có nắp trước mặt, nơi khoảng trống mà những loạt pháo địch tạo ra thành cái sân rộng hơn 2m, dài 3-4m. Đó là cái vết của đường hào cũ nối lên cái dốc từ tổ phục gò chè lên khu tiền tiêu ở 1100. Dưới đất Cách đoàn hào có nắp khoảng hơn mét là đoạn dây kém ghim, loại tết như đuôi sam, kiểu tết tóc ưa thích của những cô gái thời đó. Chiếc dây kim loại dài khoảng hai găng tay, nó là thủ phạm còn lại của trái phá, phá tan đống gỗ và gây nên sức ép rất mạnh, làm tất cả chúng tôi bị thương. Tôi là người ngồi xa nhất cũng bị bục tay trái. Sau 31 năm, tiếng in in như động cơ máy bay vẫn không hề tắt trong tay tôi, nên tôi tin anh em ngồi gần hơn bị nặng hơn so với tôi rất nhiều. Trong số họ, đại đa số bỏ giám định khi nhận quyết định trở về địa phương tôi cảm thấy rất ngậm ngùi khi nhắc về họ những người lính kiên cường trong chiến đấu và khi trở về với hậu phương thân yêu họ cũng không màng gì tới thương vong do cuộc chiến mà họ đang phải gánh chịu ở tuổi già như tôi không biết những vết thương đó sẽ hành hạ họ như thế nào khi mà nền y tế không cho phép được thường xuyên chăm sóc và chữa trị thông thường tôi phải lấy đà chạy qua cái dốc này rồi chui vào khu hào con nắp phía bên tay trái của trung đội tiền tiêu vượt qua cuối đoạn hào có nắp ở sườn đông 1100 để nghỉ ngơi nấp ở cửa hầm số 2, nghe ngóng rồi lại lấy đà lao khoảng chục mét theo đường cong trang khuyết về hầm số 3 bên sườn đông. Từ đây, tôi phải xuống hầm chỉ huy hay vượt cầu vật cản 1100 và 1050 để trở về phía sau. Sức lực không còn, tôi trượt ngã mái ở cái dốc, rồi cuối cùng cũng về tới khu vực tiền tiêu. Vừa vào tới nơi, tôi uể oải ngồi dựa xuống lòng hào có nắp. Anh em ở đây nhìn tôi với ánh mắt ánh ngại, vì họ chưa bao giờ thấy tôi ở trong hoàn cảnh như thế. Họ thấy anh Phú, dáng gầy khẳng khiu, nhưng thoăn thoát chỗ này chỗ kia quanh 1100, chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Ngồi một lúc, tôi cảm thấy rất mệt, nhưng tôi hiểu rằng mình phải lăn xả để tránh những loạt pháo sẽ bắn vào đây khi trời sáng. Tôi cố gắng đứng dậy, bám vào gờ đất, đi về phía sau. Không thể chạy nhảy như mọi khi, tôi cứ thế đảo bước đi, phó mặc cho âm thanh hỗn loạn của đạn pháo những loạt pháo bay trên cao như những bông hoa đen nở rộ trên bầu trời chiến tranh đội của ta đang lớn mạnh hùng phùng đang dũng mãnh tiến lên trong tin tưởng bên trong hầm khí thế dâng trào cờ tung bay phấp phới như một biểu tượng của hy vọng cho tương lai chúng ta đi từng bước một mỗi bước đi là một quyết tâm dù gian nan vẫn vững vàng đội hình của ta đang lớn mạnh nối dài ra từng ngày dưới tình hình hoang mang quân đội ta vẫn ra tranh vinh nhưng lòng kiên định vẫn tràn đầy trong từng người. Nghỉ một lúc ở hầm số, tôi bám vào đế, đứng dậy loạng choạng bước đi được hơn chục bước thì tới hầm chỉ huy của đại đội cũ. Anh Nguyễn Quang Vinh đứng trước cửa hầm chỉ huy mới, cách tôi khoảng 5 mét, hỏi có sao không? Tôi mệt mỏi trả lời, em mệt lắm. Từ khi trái nổ cho đến giờ, người như nhũn ra. Vừa trả lời anh, tôi vừa tụt theo gò đất, ngồi xuống, dựa lưng vào. Bất chợt, dòng nước dịch ở tay trái chảy ra ầm ầm, thành dòng chậm chậm lăn ở má trái xuống cổ tôi lấy tay vuốt lên chặn dòng nước và nói trái phá ấy làm em bị thủng tay trái nước đang chảy ra đây này anh ạ à. đầu bút lắm anh vinh bước đến gần ở khoảng cách hơn một mét hơi cúi xuống nhìn và nói có vẻ hơi đùa chắc bị thối tai chứ gì không cần tôi trả lời anh nói tiếp thôi xuống đây nằm cùng chỉ huy đại đội hàng ngày giúp đại đội đi kiểm tra gác sách và sẵn sàng chiến đấu còn mình tớ ở chỉ huy đại đội không thể theo dõi hết công việc. Mấy hôm nữa xuống quân y chữa trị vẫn kịp mà. Không trả lời anh, tôi loay hoay đứng dậy. Thấy tôi chưa đứng dậy được, anh chìa tay kéo tôi lên. Anh đi trước xuống hầm chỉ huy mới ở sát cầu vật cản, tôi đi sau và dừng lại ở cái hầm chỉ huy cũ. Em ở đây, anh ngoái đầu nhìn lại, cái miệng hơi nhếch, làm nuốt ruồi tài lộc to bên má phải có chùm lông đen như khẽ rung rung. Tôi có cảm giác như anh đang nói trong đầu, thật là cái cậu này, Hầm sập hết rồi, liệu cậu có chui vào đấy được không? Không trả lời anh, tôi nằm xuống đất, bắt đầu truyền vào cửa hầm bị đất cắt tụt xuống, chỉ còn một khoảng rộng như cái thùng phi 200. Không thể đi ra đi vào mà phải truyền mới vào được. Trong lòng hầm, cách đây mấy tháng khá rộng rãi và cao, thì nay bị đất cát lấp đầy, chỉ còn khoảng gần một mét từ nóc hầm cho tới đáy. Bề ngang của căn hầm cũng chỉ còn khoảng hơn mét, đầu hồi đằng kia là trụ hầm to cỡ 40 phân, hầm chỉ huy có khác, cái gì cũng to hơn. Ở đấy là con hào con N, bê nối liền xuống hầm mới của chỉ huy, cách khoảng 5 mét. Mệt mỏi, tôi thả mình ở sát góc hầm, không hề có miếng lót, giấu đầu sau chiếc cột trụ và thiếp đi lúc nào không biết. Buổi tối, trong ánh sáng mờ mờ, tôi tròn tỉnh khi cảm thấy như có ai đó đang nắm ngón chân tôi giật giật. Nhìn xuôi xuống chân nơi cửa hầm sập như một cái dưới án sáng lờ mờ, có một người nằm đấy. Cố gắng nắm chân tôi, hình như phát hiện là tôi còn sống cậu ta nói anh xuống ăn cơm tức là xuống hầm chỉ huy tôi ái ngại vì thật ra tôi không thích ăn cơm chỉ huy mày đem cơm lên đây cho tao tôi nói cậu ta quay lui và lát sau bê nguyên khay cơm đựng như ở doanh trại chui vào đưa cho tôi tôi nghĩ đúng là cơm chỉ huy có khác đã lâu lắm rồi tôi không được ăn bữa cơm đàng hoàng như thế này có cơm canh rau và thịt cậu liên lạc thủ bên tai lúc trưa nó bắn ác lắm anh không biết à Tôi chẳng nghe thấy gì, tôi thủng thẳng trả lời mà thật ra tôi cũng không biết trận pháo nào của ngày hôm nay nữa đâu. Buổi trưa, khi Văn Ván tức nó bắn theo nhịp, cầm canh, em có lên xem anh thế nào. Bò vào, em giật chân anh mấy phát mà không thấy anh nói gì. Em tưởng là anh ngừng nhai, quay sang nhìn cậu ta, tôi chợt nhớ ra thứ ánh sáng nhờ nhờ ở sau cột trụ, liền hỏi, đây là hào có nắp nối hai hầm chỉ huy đúng không? Sao lại có lỗ thủng như thế này? Vâng, cái lỗ thủng này có lẽ là do trận pháo buổi trưa nay xuyên xuống. Có thể anh bị sức ép của trái này ngất đi, nên lúc em vào buổi trưa không thấy anh động đậy. Ăn uống xong, cái dư âm của ngày hôm nay làm tôi lười đi. Tôi tiếp tục ngủ, không chui ra khỏi hầm cho đến trưa ngày hôm sau. Thật dễ chịu, ngủ thẳng giấc, ăn uống đàng hoàng, không hề phải đôn đốc gác sách và nắm tình hình mỗi buổi sáng. Sớm, thích thật khi không bị công việc hoặc ai sai khiến, thích gì thì làm nấy tư tưởng hưởng thụ bắt đầu chớm nở, quên hết là đang phải sống chui sống lùi trong lòng đất, cái chết cận kề luôn rình rập. Ngồi dưới lòng đất mà cứ ngỡ mình đang ở vị trí sang trọng nhất của hang đá, giống như một vị tù trưởng, tộc trưởng của mấy ngàn năm về trước. Cơm ăn có người mang tới, chén no lại lăn ra nằm. Cái cảm giác mới lạ này kéo dài cũng không được lâu, khi những loạt đạn từ các trận địa của địch lại bắt đầu rội xuống. Lúc này, người tôi đã khỏe hơn hôm trước, bản năng sinh tồn thúc giục, chứ không còn phó mặc cho số phận như hôm qua nữa. Nghe tiếng trái nổ liên tục rót thẳng trên đầu, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi cố ép người ngồi sau cột trụ, không để cơ thể nằm lộ ra trước cái lỗ thủng do pháo cối địch xuyên thủng vào buổi trưa hôm qua. Ánh mắt tôi xét nét nhìn lên nóc hầm, nghĩ liệu mày còn đủ dày để che chắn cho tao hay không. Tôi nghĩ hầm chỉ huy có thể khác, đơn vị trước không dám làm ẩu như cái hầm của chú quân ở dưới tổ phục gò chè, mỗi khi địch bắn vào 1.100 tôi rất thuộc khu vực này, vì trước khi nhận nhiệm vụ ở dưới tổ phục gò chè, tôi đã từng nằm trên hầm này một chút, khoảng 2 tháng. Từ hầm này lên là con hào ngang, đi sang sườn tây nơi đặt khẩu Đại Liên. Ở chính cái hào này, phía bên kia thành hào là nơi hút các loại pháo cối của địch bắn vào, và nó thường chừa nơi nóc hầm chỉ huy, tiếp tục rơi xuống sườn dưới nơi có cái hầm chỉ huy đại đội mới làm xong. Ra tới cầu vật cản, xế chiều, chúng lại chuyển sang bắn từng loạt cầm canh, đỡ ghê hơn. Tuy nhiên, tôi cũng không dám chui ra khỏi hầm, bởi cửa hầm quá nhỏ để lao ra, lao vào. Phải lao, vì ở đây là chiến trận, không thể đi hay chạy bình thường được. Còn một yếu tố quan trọng nữa là ở vị trí này không thể nghe được tiếng nổ đầu nòng từ các trận địa pháo, và cối của địch để mà đoán địch di chuyển cho hợp lý, làm tôi có cảm giác cứ ghê ghê. Khi loạt cầm canh vừa dứt, một liên lạc chạy lên nói với tôi quân số hy sinh và thương vong của trận pháo trưa nay, thằng tự chết rồi, nó nằm ở đâu trong hào có nóc của cối 60. Ai đưa nó xuống, tôi hỏi, thằng Thanh Hớ, cậu liên lạc trả lời, ngày nay anh em gọi là Thanh Ba, ngôi nhà ở gỗ diêm cầu đuống, thấy tôi không hỏi gì nữa, cậu liên lạc trở về hầm dưới. Thập thò giữa những, loạt pháo sau, tôi lao ra giữa hai nhịp pháo để kiểm tra xác thằng tự thằng Thanh hớ đặt đầu nó nằm trong phần có nắp của cái hố chiến đấu của khẩu đội 60, đôi chân dài thò ra ngoài đường hào. Nó nằm như ngủ, bộ quân phục khá phẳng phiu, ống quần ngắn cũng cỡn, đôi chân vẫn đeo đôi giày vải. Từ giờ cho đến tối, sẽ có người từ mỏ 1505 lên vác nó xuống để vận tải tiểu đoàn đưa nó về phía sau. Tôi nhanh chóng chui lại cái hầm sập của chỉ huy và hồi tưởng mới mấy hôm trước đây, tôi và anh Cừ, trung đội trưởng trung đội một ở tiền tiêu, vừa bàn nhau đề nghị phong quân hàm hạ sĩ và để bạn nó thay tâm sửa lính 82 người Hà Bắc bị thương, làm tiểu đội trưởng. Chưa kịp gì thì hôm nay nó hy sinh, tất cả tên anh em liên lạc thời đó do anh em không muốn đưa tên, nên tôi không nêu tên ai. Những ngày sáo động hôm nay đã là ngày thứ ba tôi nằm lì trong hầm chỉ huy đại đội, không đi ra ngoài, trừ ngày hôm qua phải ra khỏi hầm để kiểm tra thằng tự hy sinh. Buổi tối, anh Vinh hỏi tôi đỡ mệt chưa? Rồi anh nói, tôi đi kiểm tra gác và sẵn sàng chiến đấu khu tiền tiêu và tổ phục gò chè cho anh. Anh cho biết quân số hiện nay ở tổ phục gò chè là do một bộ phận của trung đội từ đại đội hạ từ 900 lên tăng cường. Anh em mới là chưa quen biết gì, cậu lên hướng dẫn và đôn đốc anh em trên đấy. Đi đi, một vòng qua tiền tiêu, tôi vào hầm, anh cử hỏi về trường hợp thằng tự hy sinh. Anh nói, nó hy sinh do sập hầm chứa vũ khí nằm đối diện hầm chú quân. Khi hầm sập, pháo bắn dữ quá nên không ai ra bới lôi nó lên được. Nhớ lại khuôn mặt của nó khi đã chết như người nằm ngủ, tôi nói với anh, hôm qua em kiểm tra thấy nó nằm như ngủ, không có hiện tượng bị ngạt. Có thể nó bị sức ép ngất đi khi hầm sập nên đi luôn, anh ạ. À. Ngần ngừ, anh nói, cũng có thể. Khi bới lôi ra, nó nằm còm queo, quần áo vẫn nghiêm chỉnh. Mấy hôm pháo bắn vào đây dữ lắm phải không anh? Dữ, nó bắn liên tục, bay hết cả đất chát trên nóc, có chỗ sụt xuống, muốn sửa mà không thể ra ngoài để sửa được. Cứ đà này không còn hầm hào gì nữa. Để mai tính sau, em phải xuống tổ phụ cái đá. Ngoài trời, nhá nhem tối, màu đất màu hơi nước đặc quánh như nhìn xuyên qua cái màn màu cháo lòng. Vừa tụt xuống cái dốc là đến cửa hầm của tổ phụ. Trước hầm có hai người đang đứng bàn tán gì đấy. Tôi nghĩ đúng là điếc không sợ súng, bởi ở chính hướng này, phi trên 1.100 có vài trái cối của địch bắn, thì hướng chọn mảnh của trái nổ hay từ dốc xuống đây cũng là địa chỉ quen thuộc của cối định mỗi khi bắn vào khi thấy tôi một người lính bước vào hầm trú quân tôi hỏi người còn lại ông phụ trách anh em ở đây có phải không có lẽ cậu ta nhìn thấy tôi mặc bộ quần áo lính sách nên ngần ngừ trả lời ừ chẳng nhớ có phải cậu mà hôm trước tôi bàn giao trận địa hay không tôi từng phụ trách ở đây hôm nay chỉ huy bảo tôi lên nắm tình hình chỗ các ông ông đi theo tôi Tôi nói, rồi dẫn cậu ta đi một vòng dọc theo đường hào tổ phục, chỉ những chỗ có địa hình, địa vật như thế nào, khả năng địch xâm nhập vào đâu. Tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một nhóm lính tàu đột kích vào đây. Thấy có một lính trinh sát gác vào buổi tối, tôi nhắc nhở, anh em trên một đoạn đường cong dài hơn chục mét sẽ không thể quan sát hết được mọi thứ xung quanh. Từ 4 giờ sáng, tôi thường tăng cường gác lên 4 người và cả tôi đi từng vị trí cùng anh em để nắm bắt động tĩnh phía trước. Vào buổi sáng, tất cả anh em trong hầm phải dậy sẵn sàng chiến đấu từ lúc 4 giờ. Cậu ta chỉ lặng lẽ nghe, không nói gì, rồi quay về cửa hầm. Tôi cũng nhanh chóng trở về khu tiền tiêu, chui vào ngồi với anh cử. Vừa thấy tôi, anh hỏi, ở dưới đấy thế nào? Lính mới mà trời tối như thế này, các ông ngồi trong hầm để một trinh sát gác, thật là tự sát. Anh cẩn thận hướng ấy đấy, chỗ anh bắn sao mà không sửa. Được, đến đêm mà không lên xúc đất đổ dày lên, thì trận pháo sau sẽ băm nát khu tiền tiêu rồi mắc kẹt trong đất cát và cây que tôi nói lo lắng anh cử gật đầu cũng phải làm lại thôi lính tráng toàn mới bổ sung ra ngày mai em sẽ lên đây xem sao rồi cùng anh đôn đốc anh em sửa sang công sự chứ để thế này không được đâu tôi tiếc dọc hào có nắp có bốn ụ chiến đấu nửa nổi phải không anh anh cử đưa tay chỉ sang hướng tây và bắt đầu đếm một hai ba bốn đúng rồi hai cái ở đầu và cuối hào có nắp, hai cái ở giữa gần đối diện với hầm ngủ, tôi nói. Mỗi vị trí thấy các anh đặt một khẩu AK, một trung liên RPD và một B40 hay B41. Ừ, bố trí vậy cũng hợp lý. Súng AK thừa còn bỏ trong hầm mấy khẩu. Mình định hướng HD10 đặt ở dưới, khi nào cần mới nhấc lên thành hào, tôi giải thích thêm. Lựu đạn có khắp nơi, mỗi hốp từ 30 đến 50 quả. Mình định hướng thì được, nhưng lựu đạn em nghĩ không thể dùng được. Giới hào có nắp loạn quảng còn gây nguy hiểm cho quân ta. Anh cứ lấy trường hợp thằng tâm sữa là gió mà, tôi nhắc nhở. Ừ, cũng giờ, mình tiếp quản đã thế.